Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay là một cái video clip về một chủ đề cũng chắc là cũ rồi nè, nhưng mà mình vẫn phải làm, bởi vì khi nào có cơ hội thì mình sẽ luôn làm từ những cái chiếc máy thực tiễn của khách mang đến như thế này để cho anh em. Nếu anh em có nhu cầu vô tình anh em xem được những clip này thì anh em sẽ có chất lượng sửa chữa tối ưu đúng như anh em mong muốn nha. Hôm nay chúng ta nói về cái chủ đề thay màn hình cho Xiaomi Redmi K20, K20 Pro hoặc là Mi 9T Pro. Tên tại thị trường Việt Nam là Mi 9T Pro, K20, K20 Pro là máy xách tay thị trường Trung Quốc ha. Rồi bây giờ chúng ta đều biết cái dòng máy này nó sẽ đã rất là thành công ở cái giai đoạn mà mới ra mắt thị trường, bởi vì nó là một chiếc máy tầm trung nhưng rất là đẹp. Lần đầu tiên ở phân khúc Redmi thôi mà Xiaomi họ trang bị màn hình LED nè, rồi camera thò thụt nè, nên là rất là nhiều người dùng, nhất là những bạn trẻ biết được cái món hời, dùng cái từ món hời trong cái tầm giá đó mà được trang bị những cái tính năng đó ở cái phân khúc đó, họ đã nhanh chóng chọn lựa chiếc máy này. Rồi bây giờ mình sẽ nói về máy này. Máy này là của một anh khách này, anh mang máy đến cho mình, anh hỏi về vấn đề thay màn hình. Lúc mà anh mang máy đến thì cái màn hình nó bể ở bên trong rồi, nó không còn lên hình nữa. Đây là cái bộ màn hình sát hình đã lấy từ trong máy đó ra đó, anh em nhìn nè, nó đã bể, nó nứt nè, này là nứt kính ngoài. Ở bên trong chúng ta nhìn nghiêng thì chúng ta thấy có những cái đường nứt rồi đó, và hình đã đưa ra cho ảnh hai cái lựa chọn thay màn hình. Cái dòng máy này thì trước giờ hình thay rất là nhiều rồi mà hình chưa có làm một cái clip về mặt lý thuyết để hình chia sẻ với anh em như thế này đó. Hình đã đưa ra cho ảnh hai sự lựa chọn: một đó là màn hình linh kiện nhưng mà loại tốt nhất của linh kiện, và hai đó là màn hình zin chính hãng luôn đó. Thì ảnh đã lựa chọn cái màn hình zin chính hãng. Đây là bộ màn hình zin chính hãng hình đã ráp vào cái máy này cho anh đó, anh em sẽ xem. Nhiều anh em khi mà thay cái dòng màn hình của K20 Pro này á, nó chung hết nha anh em nha. Thứ nhất chúng ta xác định K20, K20 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro nó chung một bộ màn hình hết. Anh em rất là phân vân bởi vì anh em tìm kiếm cái giải pháp thay màn hình, anh em thấy ra quá trời chủng loại luôn. Nào là màn hình OLED linh kiện, rồi màn hình in-cell gì đủ thứ tên hết. Thì thành tóm tắt lại cho anh em, nó chỉ có hai nhóm thôi. Một là màn zin, hai là màn lô hay còn gọi là màn linh kiện. Màn zin là phải là màn zin chính hãng như cái bộ này đây, không có một cái thuật ngữ nào khác nữa hết. Còn trong cái màn linh kiện đó thì chúng ta chia ra làm nhiều loại, loại 1, loại 2, loại 3 gì đó. Đó, nhưng nó vẫn là màn linh kiện thôi. Và cái máy này ảnh đã, cái bộ màn hình trong máy ảnh đây thì cũng không phải là màn hình zin. Cái bộ này nó cũng là màn hình đã thay thế qua rồi, nhưng là đây là một loại màn linh kiện loại tốt. Đó, chất lượng nó cũng rất là tốt. Với cái dòng máy này thì cái màn hình linh kiện khi chúng ta lựa chọn nó khác biệt gì với cái màn zin? Một cái bộ màn hình linh kiện loại tốt nó vẫn là công nghệ OLED y như màn zin rồi đó. Đó, nhưng mà nó có hạn chế một cái, có thể là cái màu sắc nó thua màn hình zin. Chúng ta có thể đánh giá tùy cái độ nhạy về về màu sắc của từng người đó. Chúng ta hình đánh giá nó ở mức 8 trên 10 so với màn zin. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm này, đó là màn hình linh kiện thì chúng ta không sử dụng, hoặc là sử dụng gọi là nó mang cái tính chất là không mượt mà cái cảm biến vân tay ha. Anh em lưu ý là cái tính năng cảm biến vân tay của K20 Pro là nó nằm dưới màn hình. Đây anh em nhìn màn hình, anh em sẽ thấy cái vị trí này là cái cảm biến vân tay đây ha. Nó sẽ cái mắt cảm biến nó sẽ ken qua cái vị trí, cái lỗ tròn này, và để là vị trí chúng ta đặt tay vào đây nè, nó sẽ nhận nè, nó sẽ nhận cảm biến vân tay đó. Thì khi mà cái màn hình zin chính hãng chúng ta thay vào thì cảm biến vân tay nó sẽ nhanh nhạy mượt mà y như lúc ban đầu chúng ta sử dụng vậy. Nhưng mà những cái loại màn hình linh kiện, cho dù là màn tốt nhất đi nữa, thì chúng ta thay vào vân tay nó cũng hầu hết là nó không sử dụng được. Một số trường hợp nó sử dụng được thì nó không có nhạy đó, hoặc là nó tùy vào cái phiên bản. Ví dụ như màn linh kiện thì đối với phiên bản đời thấp, hệ điều hành bản thấp á, thì nó sử dụng được, nhưng mà khi chúng ta update lên thì là không sử dụng được. Còn màn hình zin thì nó không có cái vấn đề đó, tất cả chúng ta đều sử dụng được hết. Đó là khác biệt lớn nhất. Tuy nhiên nếu mà anh em không có nhu cầu sử dụng cái cảm biến bảo mật vân tay để làm cái gì đó, thực sự cái đó cũng là một tính năng phụ trội thêm thôi, chúng ta không cần thiết, chúng ta có thể thay thế bằng những cái kiểu khóa màn hình khác, thì anh em có thể lựa chọn cái loại màn hình linh kiện loại tốt giống như cái này đây. Nó sẽ sử dụng cũng rất là ok, bởi vì hình thay cái loại này cho khách của mình rất là nhiều, mà nó tiết kiệm chi phí cho anh em khá rõ rệt ha. Đó, bây giờ màn nào đi nữa chúng ta sử dụng, chúng ta không kỹ chúng ta để rơi rớt thì nó cũng hư, zin cũng hư, lô cũng hư ha. Nên là tùy vào cái nhu cầu của mình và cái túi tiền của mình lựa chọn cái thay thế cái loại màn hình nào. Tuy nhiên có loại màn hình tuyệt đối anh em không nên, hình dùng cái từ là không nên đụng vào, đó là những cái loại màn hình linh kiện mà kém
Ví dụ như những cái loại màn hình nó sử dụng công nghệ không phải là OLED luôn, màn hình gọi là phản quang á, góc của K20 Pro phải là màn OLED, nhưng mà những cái loại màn linh kiện đó nó đạo nhái lại và nó sử dụng với công nghệ là phản quang để nó giảm giá thành xuống còn có mấy trăm ngàn. Ở những loại màn hình đó rất là kém và chúng ta sử dụng, chúng ta đối diện với một cái nguy cơ là nó dễ hư hỏng. Thường những cái loại màn hình đó họ áp vào một cái giá thấp để họ thu hút chúng ta, thì cái quy trình sản xuất nó rất là thô sơ. Thậm chí ở bên Trung Quốc theo như Hình biết, những cái loại màn hình mà đó nó chỉ do thậm chí là những hộ gia đình thôi họ cũng có thể mua về họ lắp ráp được đó, nên nó rất là thô sơ và chất lượng nó kém, nó không được kiểm định rõ ràng. Một là thay zin nếu anh em rủng rỉnh với tài chính ha, còn hai là chúng ta phải thay cái loại màn hình linh kiện, mà loại tốt nhất như thế này đây vẫn là OLED, chỉ bị hạn chế ở vấn đề là vân tay thôi. Rồi đối với một cái màn hình OLED thì chúng ta sử dụng, chúng ta lưu ý cái điều này, đó là khi anh em làm rơi rớt cái máy này, bản chất K20 Pro nó khá nặng, khi anh em làm rơi rớt máy cái rủi ro mà bể vỡ màn hình trong nó rất là cao. Bởi vì sao anh em nói, tại sao có những cái máy mà rẻ tiền rớt một cái thấy nó chỉ bể cái mặt kính ngoài thôi, còn cái máy này rớt một cái là hư màn hình luôn. Bởi vì anh em sẽ nhìn cái cấu tạo của cái màn hình OLED trên tay hình đây, nó có hai thành phần, một là cái lớp kính bên ngoài, hai là cái lớp màn hình hiển thị bên trong. Khi mà chúng ta rơi rớt mà nó mất hình hoặc là nó lên sọc hay nó chảy mực gì đó là nó đã hư cái lớp hiển thị ở bên trong, cái tấm màu xám này. Còn chúng ta rơi rớt mà nó vẫn lên hình nhưng mà nó bể vỡ thôi thì đó là nó hư cái lớp kính màu đen bên ngoài này thôi. Đó. Nhưng mà cái lớp phôi màn hình hiển thị bên trong này của OLED nó cực kỳ mỏng. Anh em nhìn cái độ mỏng của nó, anh em xem clip. Cái phôi và cái kính nó đang được ép chặt với nhau bằng một lớp keo ở chính giữa, mà anh em thấy cái độ mỏng của cái phôi như thế nào, nó cũng như một tấm gương vậy. Đó, nên là một cái va chạm là cái gương nó bể một cái cạch và nó mất hình liền đó. Nên là lý do màn hình OLED anh em xài rất là sướng, màu sắc nổi đẹp, cảm ứng mượt mà, nhưng mà anh em cố gắng giữ gìn, tránh ra va đập, tránh rơi rớt ha, và dĩ nhiên là tránh cả vào nước. Rồi ok anh em, đó là những cái vấn đề xung quanh công tác thay màn hình Xiaomi, Redmi K20, K20 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro. Đương nhiên rằng lúc nào chúng ta trước khi thay màn hình, trước khi ráp máy hoàn chỉnh, chúng ta luôn phải kêu cái đơn vị sửa chữa họ test lại toàn bộ những tính năng. Giống như máy này Hình đã test lại cho anh khách tất cả những tính năng rồi Hình mới ráp máy. Chúng ta không làm cái trường hợp là chúng ta cứ ráp vào xong rồi cho khách hàng về tự test, còn anh kêu tôi thay màn hình tôi thay thôi, còn máy anh bị thêm gì đó tôi không cần biết. Cái đó là cái chiêu bài của những cái đơn vị sửa chữa Hình cho là không uy tín. Bởi vì thay một cái bộ màn hình giá trị nó cao, đồng ý là khách mang tới kêu thay màn, nhưng mà chúng ta phải tự giác ha, tự giác đã test lại toàn bộ những tính năng, ví dụ như máy nó lỗi thêm lỗi sóng, lỗi thêm wifi hay lỗi thêm camera gì đó, chúng ta sẽ báo lại cho khách của mình đó để cân nhắc có sửa tiếp hay không. Thậm chí cái trường hợp xấu nhất là nó lỗi thêm nhiều phần quá thì thôi chúng ta không thay màn nữa. Một đơn vị sửa chữa uy tín và có tâm phải dự trù luôn cả trường hợp đó, chứ không phải chỉ chăm chăm thay cái màn hình để thu thu tiền công, thu tiền lời đó. Anh em lưu ý cái vấn đề này ha. Rồi nếu anh em có thắc mắc nào về vấn đề sửa chữa dòng K20 Pro này, Hình đã trải qua rất là nhiều công tác từ nhẹ đến nặng, thay pin, thay màn hình, thay kính nó, cho đến nặng như sửa sửa lỗi mất nguồn, mất âm thanh, vô nước vân vân. Anh em cứ liên hệ trực tiếp, Hình sẽ tư vấn cho anh em những cái giải pháp sửa chữa tối ưu nhất. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.